Một địa chỉ rất dễ tìm dành cho những tín đồ của món bún bò Huế, đó là bún bò Huế Vạn Xuân, 119 Hồ Sen, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Trong không gian với nét kiến trúc Đông Dương hoài cổ, bạn sẽ được thưởng thức một món ăn mang hương vị cổ truyền, tinh túy của ẩm thực cung đình, được làm nên từ công thức đặc biệt của Masterchef Võ Quốc lừng danh. Nước dùng được hầm từ xương bò ngọt thanh, hậu vị đậm đà với hương vị cay nồng của ớt, mùi thơm đặc trưng từ sả, hành tây và mắm ruốc tạo nên hương vị riêng có của quán. Hiện nay, bún bò Huế Vạn Xuân có thêm món bún bò chân giò chiên mắm, đem đến một khẩu vị lạ, ngon bên cạnh bát bún bò hảo hạng truyền thống. Giá bình dân nhưng chất lượng lại thuộc hàng Masterchef. Hãy đến để cảm nhận sự tái hiện tuyệt vời của bản sắc ẩm thực cố đô trên đất cảng các bạn nhé!